Mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Mr. Zero. Mình là Mỹ Uyên. Những pha chạm bóng tinh tế khiến bạn sẽ vỡ òa. Năm 2018, Marcelo khiến người hâm mộ ngất ngây với pha chạm bóng một bước hoàn hảo. Đường chuyền bổng của Varane không hề dễ khống chế, nhưng Marcelo, mọi chuyện dường như không thể đơn giản hơn. Từ pha chạy chỗ đến động tác dẫm bóng, mọi thứ đều được ngôi sao sinh năm 1988 thực hiện một cách hoàn hảo, làm người ta liên tưởng đến những bậc thầy first touch như Ronaldinho hay Dimitar Berbato. Cùng điểm lại những pha chạm bóng tinh tế khiến bạn sẽ vỡ òa nhé! Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo! Có nhiều chuyên gia bóng đá nói rằng, muốn biết những cầu thủ thuộc đẳng cấp nào, chỉ cần nhìn cách họ khống chế trái bóng thì bạn sẽ nhận ra ngay. Đúng thế, những ngôi sao hàng đầu thế giới luôn có những cách khống chế bóng cực kỳ điều nghệ tới mức khán giả phải vỗ tay vì những pha xử lý đỉnh cao ấy. Và trong video này, chúng ta hãy cùng xem lại những pha khống chế bóng hoàn hảo từ đôi chân thiên tài của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Những cầu thủ Nam Mỹ luôn có kỹ thuật cá nhân cực kỳ điêu luyện và Marcelo cũng không phải là ngoại lệ. Tuy là một hậu vệ biên, nhưng chỉ cần nhìn pha bóng này, bạn sẽ thấy kỹ thuật của cầu thủ người Brazil không hề thua kém bất cứ ai. Từ một đường chuyền dài của đồng đội bên phía cánh trái, cầu thủ số 12 của Real đã xử lý một chạm để khống chế trái bóng cực kỳ hoàn hảo, khiến bóng như dính chặt vào chân anh. Một pha xử lý bóng cực kỳ kỹ thuật đến từ vị trí của Isco khi cầu thủ người Tây Ban Nha này đã bắt bài được đường chuyền của cầu thủ đội bạn rồi khống chế trái bóng trên chân một cách mượt mà. Không những thế, anh còn vượt qua được cả cầu thủ đối phương trong pha bóng này. Một bàn thắng đầy ngẫu hứng của Julian Draxler trong màu áo của PSG. Cụ thể, anh khống chế đường chuyền của Verratti một cách tinh tế bằng đầu, sau đó tiếp tục khiển chân đánh đầu tung lưới đối thủ. Pha xử lý và ghi bàn đẳng cấp của tiền vệ sinh năm 1993 khiến cho tất cả phải trầm trồ. Đối với Ronaldo, không bộ phận nào trên cơ thể anh là không thể điều khiển được quả bóng. Như trong pha xử lý này, xuất phát từ đường chuyền dài của Luka Modric, siêu sao người Bồ Đào Nha đã khống chế bóng bằng lưng để quả bóng đổi hướng trước khi vượt qua đối thủ theo kèm mình một cách dễ dàng. Một pha khống chế bóng và dứt điểm làm chúng ta nhớ lại thời kỳ đỉnh cao của Luis Suarez khi còn chơi cho Liverpool.
Với một đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, cầu thủ người Uruguay đã bứt tốc băng lên để khống chế bóng bằng vai, sau đó vượt qua luôn thủ thành của Newcastle để ghi bàn vào lưới trống. Điều làm pha bóng này đặc biệt chính là khi đó anh vẫn bị hai hậu vệ của Chim chích chòe kèm chặt. Khi còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Dimitar Berbatov luôn có những pha khống chế bóng hoàn hảo đến mức không thể tin được. Như trong tình huống này, khi bóng được chuyền dài mở cánh sang cho anh, thì chỉ với một cái để chân nhẹ nhàng, Berbatov đã làm chủ trái bóng ngay dưới chân mình, khiến người xem tưởng như chân anh và quả bóng là hai thỏi nam châm dính vào nhau vậy. Một pha khống chế bóng kinh điển của Dennis Bergkamp mà người ta bây giờ vẫn còn nhắc đến. Xuất phát từ một đường bóng bổng, cầu thủ người Hà Lan đã khống chế bóng bằng cả hai chân khi tung bóng ngược trở lại làm mất đà hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú dứt điểm hạ gục luôn cả thủ thành đội bạn. Trước khi trở thành một ngôi sao như hiện nay, Antoine Griezmann cũng đã được nhiều đội bóng để ý từ thời còn chơi cho Real Sociedad với những pha lập công đẹp mắt. Như bàn thắng này, khi đồng đội chuyền dài từ phía sân nhà, cầu thủ người Pháp đã chạy chỗ đầy khôn ngoan để đoạt bóng, sau đó là một pha khống chế bước một tinh tế trước khi nhẹ nhàng hạ gục thủ thành đội bạn bằng một cú dứt điểm nhanh như điện. Chắc hẳn không cần nói nhiều đến những pha xử lý một chạm của Rivaldo với trái bóng. Tình huống sau đây là một ví dụ. Từ đường chuyền dài của đồng đội, huyền thoại người Brazil đã khống chế bóng một cách gọn gàng, sau đó tung bóng qua đầu hậu vệ, rồi tiếp tục đánh bại luôn cả thủ môn để hoàn thành siêu phẩm của mình. Khi mới chuyển đến MU, Memphis Depay đã từng làm các cổ động viên Quỷ Đỏ kỳ vọng rất nhiều khi chứng kiến những màn thể hiện của anh. Như tình huống này, cầu thủ người Hà Lan đã khống chế bóng đầy nghệ thuật khi anh dùng lòng bàn chân để tung bóng theo hướng chạy đà của mình. We'll be right back.
Trong trận đấu với MU, tiền vệ của Tottenham là Dele Alli đã có một bàn thắng với một pha khống chế bóng đầy tinh tế. Xuất phát từ một tình huống phạt góc, tiền vệ mang áo số 20 đã dùng chân của mình để tâng bóng qua hai cầu thủ MU trước khi hạ gục De Gea bằng một cú đệm bóng cận thành. Một pha xử lý và dứt điểm không thể chê vào đâu được của Divock Origi trong trận đấu với Everton. Khi bóng được phát lên, tiền đạo người Bỉ đã bứt tốc, sau đó khống chế một chạm gọn gàng để tung ra một pha cứa lòng chân phải đánh bại thủ thành của Everton. Các bạn vừa chiêm ngưỡng những pha chạm bóng tinh tế của các ngôi sao sân cỏ. Đâu là pha bóng mà bạn ấn tượng nhất? Nhớ chia sẻ suy nghĩ bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.